Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt triển khai chỉ thị số 23/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh. Chỉ thị 23 của Ban Bí thư đề ra mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, tiếp tục giảm tai nạn giao thông, hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ đảng viên và nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Xác định bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những động lực quan trọng để phát triển đất nước. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, rõ trách nhiệm, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về giao thông thống nhất, thông suốt, hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng giao thông, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông. Chỉ thị 23 cũng nhấn mạnh đến 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tập huấn, các hòa giải viên được nghe báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp, Trường Chính trị tỉnh trình bày những nội dung cơ bản của pháp luật về đất đai, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và nội dung về kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở như phạm vi hòa giải, nguyên tắc hòa giải, các bước tiến hành hòa giải, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng xem xét, xác minh vụ việc. Lớp tập huấn giúp cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nâng cao tỷ lệ hòa giải thành công, giảm bớt đơn thư khiếu nại tố cáo, từ đó làm giảm số vụ việc phải đưa ra tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết. Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2023 với chủ đề Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, với sự tham gia của hơn 100 trẻ em tiêu biểu, đại diện cho trên 39.500 trẻ em trên địa bàn huyện. Tại diễn đàn, các em được giao lưu, đối thoại trực tiếp, thẳng thắn bày tỏ ý kiến về những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển an toàn của trẻ em, vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn đuối nước, thương tích, tình trạng trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. Những vấn đề, câu hỏi các em đặt ra đều được đại diện các ban ngành đoàn thể huyện lắng nghe, giải đáp và đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả. Diễn đàn trẻ em huyện Bình Xuyên năm 2023 là hoạt động có ý nghĩa, tạo cơ hội cho trẻ em bày tỏ quan điểm của bản thân về những vấn đề liên quan trực tiếp đến các em, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, đảm bảo cho trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Hội Nhà báo tỉnh ra mắt Chi hội Nhà báo Văn phòng hội và tiếp nhận hội viên mới Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện các báo tạp chí trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc. Chi hội Nhà báo Văn phòng hội Nhà báo tỉnh được thành lập theo quyết định số 22 QĐ-HNB, gồm 9 thành viên, gồm các hội viên đang làm việc, công tác tại cơ quan thường trực Hội Nhà báo tỉnh và Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Chi hội được thành lập với mục đích tạo môi trường để hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nghề báo, tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chủ trương xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu được nhân dân đồng tình ủng hộ tích cực,
bởi nhân dân vừa là chủ thể, vừa là người được thụ hưởng từ sự quan tâm của tỉnh. Chính vì vậy, huyện Tam Đảo đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tại các địa phương được lựa chọn theo đúng kế hoạch, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, vật chất cho nhân dân. Từ ngày dự án xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù khởi công đến nay, ông Quyết cùng các thành viên ban thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng xã Đạo Trù luôn cắt cử nhau có mặt tại công trường để ghi chép, giám sát các hoạt động xây dựng của đơn vị thi công. Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm nên ông Quyết luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ vì lợi ích cộng đồng. Và chúng tôi cũng là cái vai trò chúng tôi để làm tốt cho dân, chứ cũng không có cực quan ngại cái việc gì. Nên là mặc dù đi ra giám sát cộng đồng không có một người tự bỏ tiền xăng, tiền xe rồi là tự ấy, nhưng mà vì dân, vì công trình của toàn cái thôn chúng tôi được hưởng. Trên địa bàn huyện Tam Đảo đang thực hiện triển khai xây dựng 5 làng văn hóa kiểu mẫu theo đề án của tỉnh, bao gồm thôn Đồng Phèo, xã Yên Dương, thôn Đồng Cà, xã Bổ Lý, thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù, thôn Đồng Bùa, xã Tam Quan và thôn Bản Long, xã Minh Quang. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình làng văn hóa kiểu mẫu theo đúng cam kết, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, vật lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai thi công các hạng mục công trình. Trong quá trình triển khai, đơn vị giám sát thì họ thường xuyên ở đây để giám sát và hướng dẫn chúng tôi để làm sao đấy kết hợp cho công trình nó thuận lợi và đạt cái hiệu quả tốt nhất. Chúng tôi cam kết là sẽ hoàn thành trước Tết, là chúng tôi sẽ bàn giao hoàn toàn cái khu vực đây liên quan đến phần thi công, tất cả các hạ tầng cộng với nhà văn hóa. Mới đây, trong buổi kiểm tra tiến độ xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu ở các địa phương được lựa chọn, lãnh đạo huyện Tam Đảo yêu cầu Ban Quản lý Dự án và Đầu tư Xây dựng huyện tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng với phương châm lấy nắng bù mưa, lấy đêm bù ngày để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng các công trình xây dựng, cam kết đảm bảo hoàn thành đúng thời gian theo kế hoạch. Chính quyền địa phương phối hợp với các phòng ban, cơ quan chỉ đạo các thôn xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu phải đồng thời rà soát, chỉnh trang toàn bộ hệ thống điện, đường giao thông, môi trường, nhà cửa ở trong thôn, đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong thôn đảm bảo 4 tốt, vững mạnh tiêu biểu, xuất sắc. Thanh Trù hiện là địa phương duy nhất của thành phố Vĩnh Yên vẫn đang hoàn thiện tiêu chí để lên phường. Dù đang là đơn vị hành chính cấp xã, nhưng Thanh Trù chẳng khác phố thị là bao bởi sự phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, hiện đại và đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Xã Thanh Trù xuất phát từ một xã thuần nông, nhân dân chủ yếu phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp và nghề thủ công. Tuy nhiên, khi đến xã Thanh Trù ngày nay, mọi người đều thấy bất ngờ trước sự phát triển, thay đổi nhanh chóng của địa phương. Những con đường trải nhựa thông thoáng, đẹp đẽ với các ngôi nhà hiện đại hai bên đường. Những dự án đô thị, các cửa hàng kinh doanh được mở ra, mang đến một diện mạo mới cũng như tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân. Tôi rất là vui. Xã Thanh Trù đã từng bước thay đổi, nhất là về cái dịch vụ hàng hóa ngày càng được đa dạng, phục vụ cho đời sống của nhân dân chúng tôi. Chúng tôi rất thấy rất là phấn khởi. Trước kia thì gia đình tôi có kinh doanh hàng hóa nhỏ lẻ để phục vụ cho đời sống của nhân dân. Thì hiện nay thì tôi nhận thấy là mức sống của nhân dân thì càng được nâng lên. Thì do đó thì được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương để tạo điều kiện cho gia đình tôi tiếp cận được các nguồn vốn. Thực hiện chủ trương của tỉnh và thành phố về phát triển kinh tế đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo các ngành, thôn dân cư nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế. Trong nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt hơn 6,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp xây dựng, giảm tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản. Trong đó, ngành dịch vụ thương mại chiếm hơn 65%. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cái tốc độ phát triển kinh tế xã hội của xã Thanh Trù có phần bị hạn chế. Thế tuy nhiên, với cái tốc độ đô thị hóa ở xã Thanh Trù, mục tiêu của nghị quyết đại hội đã đề ra là tăng trưởng trên 10% kinh tế. Chúng tôi đã sẽ phấn đấu để đạt mục tiêu đề ra, đặc biệt là Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Trù sẽ quyết tâm đẩy mạnh về cơ cấu kinh tế, phát triển theo hướng dịch vụ thương mại,
đồng thời đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng để quyết tâm đưa xã Thanh Trù trở thành phường vào trước năm 2025. Trong thời gian tới, xã Thanh Trù tiếp tục khuyến khích người dân mở rộng ngành nghề mới, thúc đẩy lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đồng thời đề ra cơ chế chính sách nhằm thu hút nguồn vốn để phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho người dân.